Và mình nhận thấy một điều như này. Một điều như này là những mô hình kinh doanh thông minh mình mới nhận ra một điều như này là những mô hình thông minh ấy là mô hình gì? Thứ nhất là dễ tuyển gì ạ? Tuyển dụng. Thứ hai là dễ gì ạ? Dễ đào gì ạ? Đào tạo. Thứ ba là dễ gì ạ? Dễ nhân bản. Và thứ tư là dễ gì ạ? Dễ backup. Nếu như sự nghỉ sẽ backup. Đây là những mô hình kinh doanh thông minh. Và mình cho anh chị biết là một sai lầm của hầu hết các ông sếp. Đấy ạ. Sai lầm của hầu hết các ông sếp hay có tư duy như sau. Sai lầm này. Đây là sai lầm chính bạn. Sai lầm. Đây ạ. Mô hình kinh doanh thông minh là gì? Dễ tuyển dụng, dễ đào tạo, dễ nhân bản, dễ backup. Tức là như sự nghỉ thì sẽ có thể tuyển thay thế được. Được đấy ạ. Được luôn. Backup là dễ tuyển dụng thay thế. Sai lầm của ông sếp. Đây, ông founder này. Ông này là ông founder. Ông founder. Và cái ông founder này ông có tư duy. Tư duy sai lầm là gì? Tư duy sai lầm là gì ạ? Là tìm một thằng giống mình. Tức là cố gắng tìm một thằng nó giống mình và nhồi nhét rất nhiều kiến thức kỹ năng vào một vị trí. Mọi hiểu yếu ạ. Tức là nhồi nhét rất nhiều kiến thức kỹ năng vào một vị trí. Thế mà nếu như nhồi nhét rất nhiều kiến thức kỹ năng vào một vị trí thì vị trí này dễ tuyển hay khó tuyển ạ? Khó tuyển. Có khó đào tạo không ạ? Rất lâu. Khi mà có dễ nhân bản không ạ? Rất khó. Và khi như sự nghỉ việc có tìm được không ạ? Không tìm được. Và đấy là tư duy sai lầm của những người khi mà chúng ta nhồi nhét một nhân sự quá nhiều kiến thức kỹ năng. Ví dụ bây giờ mà giả sử một tìm được một cái người mà như ông Dũng làm giám đốc marketing, khó không? Khó. Rất khó. Các anh chị có trả cho mình 1 tỷ một tháng mình cũng không làm, mà nói thật. Nói thẳng luôn câu chuyện, 1 tỷ mình không làm. Lên câu chuyện đây nhìn này. Thì mình ngồi ở KFC, mình ngồi ở Phúc Long, mình ngồi ở Lotteria, rồi mình ngồi ở Tour Le Jour, rồi mình ngồi ở McDonald's. Mình nhận thấy một điều là mô hình kinh doanh của họ rất thông minh. Các anh chị nhìn thấy nhé, ta Starbucks, nhân viên có mấy người ạ? Có 2-3 người. Thế mình đặt câu hỏi, nhân viên đấy có nghỉ có dễ tuyển dụng không? Có dễ đào tạo không ạ? Có dễ nhân bản không ạ? Có dễ backup không ạ? Ở Phúc Long như vậy không ạ? Nên tư duy của những người làm lãnh đạo quản lý là phải biết thiết kế mô hình kinh doanh để làm sao dễ tuyển dụng, dễ đào tạo, dễ nhân bản, dễ backup. Mọi hiểu yếu ạ. Nên các founder hay có tư duy sai lầm là nhà sáng lập đã đòi tuyển một ông tương ứng giống mình, không bao giờ làm được. Tại sao bên mình có xét một cái team marketing của 120 người? Bởi vì sao ạ? Nếu mình làm được như này thì ở ngoài kia mình nên chia nhỏ công việc. Và mình chia gì ạ? Chia nhỏ việc để làm gì ạ? Để chuyên môn gì ạ? Chuyên môn hóa. Cái gì không ạ? Bình thường một mình làm được hết thì bây giờ mình chia thành mấy việc ạ? Chia cho mấy ông ạ? Chia cho ít nhất 3 ông. Ngày xưa là mình cân hết thì bây giờ mình chia cho ít nhất 3 ông. Có hiểu không ý không ạ? Đấy. Thì nếu như mình một mình nhà ông này thì mình chia cho 3 ông. Chia cho 3 ông này. Có hiểu ý không ạ? Chia để làm gì ạ? Chia làm gì anh chị? Chia để dễ tuyển dụng. Thì ạ. Tuyển dụng. Thứ hai là dễ gì ạ? Dễ đào tạo. Và dễ gì ạ? Nhân gì ạ? Nhân bản. Và dễ thay thế nếu như sự nghỉ việc. Backup ấy. Thì đây là cái chị nhìn đấy. Đây gọi là
Sau này các bạn có thể lên những vị trí sau thì đấy, nhưng mà đầu tiên căn bản phải là mô hình như vậy đã. Sau các bạn có thể lên những vị trí có thể kiêm nhiệm, nhưng mà đây đầu tiên phải như này. Còn không chúng ta sẽ không scale được mô đấy ạ. Mô hình. Bây giờ ví dụ mình lấy ví dụ nhé. Giả sử bây giờ mình đòi một giảng viên giống như mình có tuyển được không ạ? Không có tuyển được. Thế bây giờ mình phải đòi hỏi, đúng không? Mình không làm được thì mình phải chia nhỏ đấy. Thay vì mình một mình làm thì có thể chia ba người. Ba người làm. Bây giờ ông Hòe chọn ba ông lại phải giống hệt ông. Gồm nhiều kiến thức, nhiều kỹ năng. Không bao giờ có. Nhưng ngược lại thì nó lại tăng chi phí. Nhưng mình phải thiết kế mô hình để mình quản trị được chi phí. Thì đấy là bài toán. Thì đấy là bài toán. Thì đấy là bài toán, câu chuyện mình phải tính. Đúng không ạ? Mình phải tính được. Thì đấy là cái mình cứ chỉ nói câu chuyện này. Đấy, các chị cứ nhìn mô hình của tại sao KFC, Lotteria, Phúc Long, đúng không? Starbucks như vậy. Nó mới nhân bản ở trên toàn diện toàn cầu. Nên nhiều lãnh đạo quản lý doanh nghiệp khi mà thiết kế ra một mô hình kinh doanh không hiểu gì với nhân sự ấy, là tự thiết kế ra một mô hình mà tự trói chân mình vào đấy. Đúng không? Giống như một con gà ấy, càng chạy càng diện càng mắc. Bởi vì do mình vậy ạ, đòi hỏi cao về nhân sự. Có mà anh ấy đến học cái lớp marketing trước Tết. Mình nhớ chắc là phải tầm 4-5 tháng rồi đấy. 2 năm không tuyển được giám đốc truyền thông. Bởi vì anh ấy thiết kế xong không năng lực ấy. Thì mình mới nhận thấy một điều là anh đòi hỏi cao quá và trên thị trường không có vị trí này. Thế là 2 năm mà bảo là tuyển mãi được giám đốc truyền thông. Cứ mong mỏi là có giám đốc truyền thông vào để giúp đỡ mình. Nhưng mà với vị trí đấy thì anh ấy nên tách ra thành ít nhất phải 2 nữa. 2 người. Đấy. 2 năm rồi không tuyển được có khó không ạ? Đấy, thì đấy là cái mình muốn chia sẻ với chị. Đấy. Đấy là cái phần chúng ta nhìn thấy là về khung năng lực, chúng ta cần có cái này. Bây giờ đến cái phần tiếp theo ạ. Đây. Ví dụ ở đây nhá, cái này anh chị về nhà tự làm thôi. Có rất nhiều các anh chị, anh Thành Tiến anh hỏi một câu buổi trưa là gì? Và là rất nhiều các lãnh đạo là đi tìm vị trí thay thế mình. Khoai không ạ? CEO, rất khoai. Đây cho anh thử ví dụ này. Khung năng lực dành cho CEO, ví dụ đơn giản này. Đây ạ, quản trị và điều hành này. Lên chiến lược định hướng dài ngắn hạn cho doanh nghiệp. Xây dựng tầm nhìn sứ mệnh của doanh nghiệp. Cái này phải đào tạo ít nhất phải mất một năm đổ lên như vậy. Đây là ví dụ. Thấu hiểu khách hàng, cái này mất khoảng 2 năm. Mở như 2 năm này. Tài chính, cái này mất ít nhất 2 năm. Sản phẩm, ít nhất 2 năm. Quản trị sản phẩm mất 1 năm đấy. Rồi kỹ năng mềm khác. Tổng cộng mà đào tạo ra bông CEO này mất ít nhất phải tầm 2 năm đổ ra. Khó thế ạ? Khó. Rất khoai. Cứ 10 tập đoàn ở trên toàn cầu, cứ 10 tập đoàn ở trên toàn cầu thì sẽ có 9 người giám đốc điều hành là phát triển đi lên từ bên trong. Như Microsoft bây giờ là Nadella là của Microsoft. Còn Tim Cook của Apple, đúng không ạ? Phải làm với Steve Jobs một thời gian. Rồi một loạt các giám đốc điều hành khác thế thôi. Cái gọi là phát triển đội ngũ kế cận ấy, nó gọi là câu chuyện may chứ ạ. Vừa là chiến lược, vừa là câu chuyện may chứ ạ. May rủi. Nhưng mà mình nghĩ là chiến lược nó sẽ thiên khoảng 7-8%. Còn may rủi 2-3%. Em nghĩ là thương hiệu. Thương hiệu, tất nhiên là cái doanh nghiệp phải đóng gói ở tập đoàn, ví dụ quy mô như của ví dụ Samsung chẳng hạn nhé. Tập đoàn Samsung là một tập đoàn mà khi mà lãnh đạo vào tù, hệ thống vẫn chứ ạ. Vẫn vận hành. Và hệ thống quản trị của nó là gì ạ? Toàn cầu rồi. Thì nó đồng gói trí thức và hệ thống nó gì ạ? Kể cả ngồi trong tù vẫn điều hành được. Đấy, thì đấy là tập đoàn của Samsung. Nhưng mà nó là cũng câu chuyện may rủi nữa. May rủi vì nó có nhiều yếu tố. Bởi vì ông chỉ có một người con thôi. Đúng không ạ? Chẳng may xảy ra một cái vấn đề gì người con nó hay sao ạ? Có mệt không ạ? Rất là mệt. Lên trong khoảng 5 năm vừa qua mình thấy là gì? Các thế hệ gọi là F1 chuyển giao cho F2 thì nó có xảy ra mấy trường hợp sau. Một là con không có khả năng điều hành thì bắt buộc phải chuyển giao cho những người ở bên trong.
phải có cơ chế rõ ràng và doanh nghiệp này phải rất là chuẩn chỉnh. Mà thông thường là những doanh nghiệp này mà muốn duy trì được là phải lên sàn. Mọi người phải lên sàn đúng không ạ? Lên sàn nó minh bạch quá tất cả mọi thứ. Hoặc thứ hai, con không có, tức là không có năng lực. Thứ hai là doanh nghiệp cũng không lên sàn được. Thì bắt buộc doanh nghiệp phải bán. Bởi vì già rồi không điều hành được. Tôi nhớ thôi, bán đi để đầu tư bất động sản cho anh Chánh Tiến đấy. Đấy, để làm gì ạ? Cho nó chắc cú. Càng già thì người ta càng có xu hướng là đổ bê chứ ạ. Đổ bê tông. Bởi vì người ta không còn cơ hội để sửa sai nữa, đúng không? Đổ bê tông, ăn chặn.